tuyển Việt Nam vượt Thái Lan ở bảng thống kê đặc biệt tại AFF Cup. Dù chưa thi đấu trận ra quân xong, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã vượt mặt Thái Lan ở một thống kê đặc biệt. Cụ thể, theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, giá trị đội hình của tuyển Việt Nam vượt khá xa so với đại kình địch ở AFF Cup năm nay. Theo đó, tổng giá trị tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 đang là 7,45 triệu euro, trong khi đó tổng giá trị của Thái Lan ở giải đấu lần này là 6,15 triệu euro. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên mà tuyển Việt Nam vượt qua đối phương về giá trị đội hình ở lịch sử một kỳ AFF Cup. Trong đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup lần này, Quang Hải cùng Hoàng Đức là những cầu thủ được định giá cao nhất, đó là 400.000 euro. Tiếp sau đó, lần lượt là Hồ Tấn Tài hay Bùi Hoàng Việt Anh với 300.000 euro. Sở dĩ giá trị, tuyển Thái Lan giảm mạnh và thấp hơn đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này là do họ thiếu vắng nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài như các trường hợp Chanathip Songkrasin, bận đá cho Yokohama, Subachok Savachat, Consadole Sapporo. Tuyển Thái Lan cũng vắng hàng loạt gương mặt trụ cột và quen thuộc như các cầu thủ Thái Kiều Tristan Dumanuen Tombay, Philip Roller hay Elias Jola ở giải năm nay. Cầu thủ trẻ hay bậc nhất của bóng đá Thái Lan Saphanat Muanta cùng ba đồng đội ở Borom United là Narubadin Wirawanodom, Supachachet và Ratanakon Mekami cũng không thể đá AFF Cup 2022 vì bận tập huấn ở Leicester City, Anh. Vượt mặt Thái Lan nhưng giá trị của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup lần này vẫn còn kém xa so với Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo có tổng giá trị là 9,3 triệu euro. Lý do giúp họ xếp thứ nhất là bởi bộ đôi cầu thủ nhập tịch Jordi Amat, 1 triệu euro, cùng Mark Locke, 450.000 euro.